chị. Khi mà Thùy đi về đi du học với em thì em có cái suy nghĩ gì? Điều mà em mong chờ nhất là gì? Em muốn về nhanh để về mọi người biết sao nữa. Không biết phải là về mọi người không nữa. Nhớ tất cả mọi người. Nhớ tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Á Pháo nhá. Và hiện tại mình đang đứng ở trên mặt nước luôn các bạn ạ. Ngay cạnh cái bờ hồ gần nhà mình. Và đặc biệt hôm nay có một cái điều rất là mới lạ các bạn ạ. Ở phía đằng này. Các bạn có nhận ra đây là ai không ạ? Chờ máy một chút cho nó sáng các bạn nhá. Đây. Chào mọi người nhá. Mọi người. Em Thùy đã trở lại rồi các bạn ơi. Chào mọi người. Em Thùy đã trở lại với chúng ta rồi. Trở lại với ai đâu. Thùy sau quãng thời gian đi bộ đội thấy gầy sọp hẳn đi này. Gầy đi bao nhiêu nhỉ? Em có được ăn uống đầy đủ đâu. Không phải, lên đây thì có em thì mới có thể lên cân được. Thế à? Lên 48 cân, bây giờ có 42 cân thì ăn hay nhiều hơn. Thì ăn uống không đầy đủ thì nó thế. Tương tư mình với nhau ấy. Tương tư không ăn được anh ạ. Và hôm nay mình em mình ghi hình là có cả anh Mạnh nữa các bạn nhá. Nhưng mà đô bắt anh Mạnh ngồi đây các bạn ạ. Đây. Đuổi mũi. Không cho le te vào gần em Thùy mà đô giữ hết đây. Đô đuổi mũi các bạn ạ. Cái sung này ra quả mới đấy. Hoa mới đây quả mới mà thì mới lên. Đây là mấy? Đây là thứ tư rồi. Từ lúc em đi. Mấy tháng nhỉ? Từ 2 tháng. Ở đâu? Đâu? Hai tháng. Anh Tử, em đi một đội mấy tháng rồi nhỉ? Em à? Tháng rồi. Em mới đi Thủy đi một ngày là anh thấy cũng như một năm rồi em ạ. Một tháng là 400 năm. Mấy trăm 15 năm. Thì hôm nay là cái ngày mà Thủy trở lại thì Đô sẽ làm gì để mời Thủy nhỉ? Lâu lắm anh không vào bếp. Lâu lắm tụi anh Mạnh vào mà. Hôm nay mình làm. Sẽ làm cẩn thận. Để cho anh Đô tự làm đi anh Tùng ạ. Làm. Lâu lắm mình không vào bếp ấy. Từ lúc thì đi là em đã không vào bếp nữa rồi ấy. Điều anh Mạnh vào. Chả thế. Và nhớ nàng đến run cả tay đúng không? Từ lúc thì đi là chỉ có Mạnh vào bếp rồi. Bây giờ mình sẽ vào bếp. Rồi. Mọi người cho mình nhá. Hôm nay mình bắt lạt anh. Mình sẽ đi bắt vịt. Vậy thì mọi người sẽ cùng chờ đón xem món ăn của Đô với anh Mạnh hôm nay là món ăn gì nhé các bạn nhé. Xem là cái ngày mà Thùy trở lại Thùy sẽ đi hết. Em đã ăn gì đã? Nếu mà Thùy về đây ở một tháng thì em sẽ ủi cho Thùy cho lên lại mức cân cũ. Một tháng nhá. Nếu mà nhất em trí. Không thấy rồi sao? Nếu mà em lên cân thì sao? Em lên cân như cũ thì sao? Bàn bạc riêng, cái đây bàn bạc riêng. Ok. Anh tưởng là nếu không lên được anh Tùng chịu trách nhiệm thì mệt lắm. Nếu không lên được anh sẽ cho lên phải không? Có khách để cho lên. Rồi các bạn cùng theo chân em Đô và anh Mạnh các bạn nhé. Và làm món ăn ngày hôm nay. Trời ơi. Một đôi uyên ương mọi người ạ. Hôm nay mình đi tìm quanh cái làng này này, cái bản này mọi người. Nhưng mà vịt nó ít lắm. Không như cái bản của mình. Cái bản của mình á, vịt nó to ở 2 cơn cơ. Bản này vịt có một tí à. Cái gì anh? Cái gì đây em? Lấy ra cho anh rồi. Cái con vịt này hình như là nó bị suy dinh dưỡng thế nào ấy. Suy dinh dưỡng mọi người. Nên là mình phải mua 2 con. Không, bình thường 1 con là thừa. Và bây giờ mình sẽ đi ngay vào cái nhà này nó có vịt. Đúng rồi, cả làng này tìm còn quanh cái làng rồi. Quanh nhà anh Tùng toàn rau là rau rồi. Thịt chắc có. Ở nhà em toàn rau với rượu, toàn thịt với rượu rồi. Thịt với rượu. Vừa mới nói với Thùy là cái gì nhỉ? Sẽ bồi bổ cho Thùy tăng cân lại đúng không? Không, bữa đầu tiên ăn thế thôi. Ám em còn bị gầy. Con bảo là con này giống Thùy không? Con này dạo này gầy có cổ dài giống Thùy. Mấy hôm nữa đến khi một tháng cuối tháng này anh sẽ mổ con vịt to nhất để so sánh. Để xem. Được, đi. Sau một quãng thời gian vật lộn với vịt các bạn ạ, thì chú vịt đã sạch sẽ và nằm phơi thây ở đây rồi. Nguyên ô hồ vịt. Các bạn xem hai cái cổ nó ghép vào nhau như kiểu trái tim các bạn. Bây giờ sẽ đi mình làm món đơn giản thôi, làm món hấp. Mình sẽ đi lấy xả. Ok, thế để cho Đô với lại Thùy lấy xả các bạn nhé. Và anh Mạnh ở bên này sẽ có trách nhiệm ở nhóm bếp. Đây, mỗi người một việc cho nhanh các bạn.
Anh thường thường là nó mà bé biết là hay cháy rồi nhá. Một lúc là thiêu lụi luôn. Thế nhiên phải có mai mới cháy được đúng không anh? Chắc thế. Rồi, sẽ để anh Mạnh nhóm bếp đây các bạn nhá. Mình sẽ quay phía này. Đi cùng Đô và Thùy đi lấy sản các bạn. Anh lấy cho em tí dứt tay. Bạn Thùy thì trong quãng thời gian vừa rồi các bạn, bạn có chút việc cá nhân ấy, xử lý cho là cũng rất là lâu rồi mới có dịp quay lại với lại team. Có để cả lá. Lấy lá lót bên dưới. Và nếu như các bạn còn yêu mấy bạn Thùy ấy, thì các bạn hãy thả những cái comment ở dưới bình luận các bạn nhé, để cho bạn Thùy có thể tương tác cùng mọi người. Cái team à. Để Thùy có thể ở lại. Mình nhớ ngày xưa cái video đầu tiên của Thùy ấy, thì là mình cũng có cái câu đó là nếu như các bạn có yêu quý bạn Thùy thì hãy comment giữ bạn Thùy lại để anh em mình có cái động lực ấy, để tiếp lửa cho anh em mình giữ Thùy ở lại. Thì nhờ có các bạn ấy mà mình đã giữ được em Thùy ở lại cũng khá là lâu. Có không giữ mà đừng tìm. Cái gì đấy? Không biết. Nó tưởng nó rắn. Rắn. Ôi, có rắn rồi anh đâu còn đứng ở đây ý. Chắc xin ngọn cây sung ấy. Không. Anh không sợ đâu, chẳng đạp người thôi. Cho nó không thật sinh động nữa. Không sợ đâu. Thật. Em đã sợ được không? Thật. Thế là cái hôm mà đi gặp nhiều rắn ấy, sao anh sợ đấy? Gặp lúc nào? Em kể với anh Tùng đi nhờ. Anh thấy nhờ có cái clip làm ở nhà Đô mà làm rắn con hổ mang ấy. Ui, con đấy ai chả sợ. Con đấy anh Đô chưa sợ. Con mà hôm bọn em đi đường ấy, gặp mấy con ấy. Gặp mấy con nữa cơ. Anh Đô bảo em là Thùy Lai anh đi. Anh Tùng chắc không sợ đâu mà. Anh ạ, anh không. Mình cũng ghê đúng không các bạn? Cứ thấy rắn là lé. Cuốn làm đi rửa đấy nhỉ, lấy thì được một tí rau nữa thì ăn kẹp. Thùy được rồi, học tập vất vả gầy thì bao nhiêu vậy? Toàn xương này, gầy dã man gì. Thương. Thương chả thế. Không biết vừa rồi là Thùy đi du học ở đâu về? Em đi Dubai. Dubai. Thì Dubai à? Anh nghe giàu có đấy. Thì Dubai. Anh nhìn cái xích ở cổ đấy, cái biết là ở Dubai đây. Cái này là xích giả thôi. Mấy anh em mình đã về rồi các bạn ạ. Đây anh đã bảo mà cái bếp này anh nhóm bếp chán hết cả đời. Chẳng hiểu sao đó. 30 phút rồi. Làm gì 3 phút. Ở nhà thì cái bếp của anh Mạnh thì đang thấp thoi thấp thỏm. Sắp phải tắt đến nơi rồi các bạn. Ngõm này. Ôi, món này làm đơn giản lắm, củi ướp ấy. Mọi người ạ, hôm nay mình làm món đơn giản thôi. Các bạn ạ, mình làm món đơn giản nhưng mà ngon. Để đái thì. Để đái thì. Hôm nay bụng về quá. Bối rối. Sau một thời gian không gặp Thùy đúng không? Hôm nay Đô có vẻ bối rối. Các bạn hãy nhìn những dụng cụ của Đô các bạn. Đào to, búa lớn, chậu to, nồi to, thớt cũng to các bạn. Mình sẽ ướp con vịt nhé mọi người nhá. Ôi ướp. Không cần bỏ nhỏ nữa mà. Là xịn sò mà. Rồi mình cho con vịt vào trước đi. Đón Thùy hai ơi. Con vịt. Hai con vịt béo quá. Đi tìm cả làng mới được đấy cô ạ. Tưởng à. Thì em bảo thế còn. Quý lắm ấy. Bóc tỏi ấm nước chấm thôi em. Rồi các bạn, mình sẽ cho lá tỏi cho vào đây trước nhé.
để lót bên dưới con vịt á. Lá xả em ạ. Xả. À nhầm, lá xả. Hình như mình bị run. Nhiều nước quá nhỉ? Không. Hả? Nhiều nước quá. Đây. Mua. Thì cái bếp của mình cũng cháy thật ạ. Cái xà này mình đập nhỏ với băm rồi ướp con vịt cho mọi người nhá. Cái món này đơn giản lắm, chỉ ướp xả này với... Anh ơi, tiện chưa? Em ơi, Thùy ơi, mai anh em mình ra cải tạo ngôi nhà, cải tạo lại ngôi nhà chúng mình nhá. Nhìn nhà chán đời nhá. Cỏ mọc tùm. Thấy không? Anh thấy đồ nó hay đưa bạn vào đây lắm nhưng mà chả thấy bạn nó dọn gì cả. Đường không đi, đường hoặc cái gì nhỉ? Bỏ dại à? Người không qua lại, người thành người dưng ấy. Ông gì nói ấy. Đấy, em phải qua lại với anh nhiều vào. Mạnh ơi, cho em xin tí muối mì chính. Có ngay, có ngay. Giúp một tay tí chốc mới được ăn không. Đồ đuổi về. Ơ, cái muối chính này cũng sao rồi. Đây. Có cho nhiều mặn, muối không đây? Mặn cho mặn mà ấy. Mình sẽ ướp nhá. Anh tưởng là em hấp cách thủy chứ. Vâng, nhưng mà đây thủy nhiều quá. Làm gì, làm lấy cái gì, đây kìa, cái kia kìa anh. Đặt một cái bát úp xuống dưới, bắt con đây. Mình sẽ ướp nha, còn lại cái những cái này này, mình sẽ nhét vào trong con bụng. Mình cắt để dài này. Mình phải nói cái gì nhỉ? Những cái dài nhét vào trong con bụng là cái gì? Này đồ hơi đúng túng một chút các bạn ạ. Bối rối. Bối rối. Vì là run thôi. Tay run cục cập thế kia là ăn cái gì nữa. Thôi lần đầu tiên thông cảm. Các bác thông cảm. Thì là Thùy đi một quãng thời gian rất là lâu mới quay lại. Đô bảo với anh đô chỉ nấu những cái chế biến những cái món ăn cho Thùy ăn thôi, còn không nấu cho người khác mà. Thôi à, em ở nhà em à, em cũng xem mà. Gớm. Đồ thì tay run run các bạn ạ. Thùy thì mặt đỏ ứng lên rồi. Không biết là em tại sao lại đỏ vậy. Mình sẽ đặt cái này lót nhé. Điều ông ta. Và trở lại hai chú vịt của chúng ta thì đồ đã ướp gia vị xong các bạn. Em giúp anh cầm con. Bây giờ thì hai bạn ấy sẽ cho vào trong nồi để chút nước hấp các bạn nhé. Đặt cái này được không? Anh đặt cái này. Xong không hai con nó như này. Con của em cắn cho cái đầu xuống dưới. Nằm bên cạnh nhau thì xuống. Úi, bếp của tôi tắt hỏng rồi. Anh ơi. Được chưa bạn? Được chưa bạn đây? Chưa. Đâu, đấy nha. Được chưa. Rồi, ok. Ui ồ. À. Chưa tôi à. Bếp của anh Mạnh tắt ngóm này anh Mạnh. Đùa. Cái này thì bao giờ mới ăn thịt vịt anh Mạnh. Ủi nó mấy ngày nay nó mưa ấy, ướt. Thế là anh phải đào lỗ chứ, đào lỗ nó mới thở. Của nó ướt này. Lửa của anh mạnh quá yếu các bạn. Chỉ có em và Thùy mới thắp lửa được cái... Chả được tích sự gì. Thắp lửa được cái này đâu. Thắp lửa từng yêu. Không phải là anh mà vào cương vị của đôi nó khác. Anh không, em đậu phát lửa nó lên ầm ầm luôn.
lên xem. Khi mà Thùy đi về đi du học với em thì là em có cái suy nghĩ gì? Điều mà em mong chờ nhất là gì? Em muốn về nhanh để về với mọi người chứ sao nữa. À, không biết phải là về với mọi người không nữa. Nhớ tất cả mọi người. Nhớ tất cả mọi người. I miss you so much. À, mình nói một chút các bạn nhé. À, về cái mối quan hệ là mình với Thùy là hai anh em trong gia đình đấy các bạn nhé. Chứ nhiều lúc mình trêu cho vui các bạn thì các bạn lại nói nghe nó khó vào tai quá các bạn ạ. Nghe nó củ chuối và sừ ra ấy. Nên là mọi người xem thì mọi anh em mình gọi là trêu nhau vui ấy, để có cái hình để các bạn xem giải trí sau thời gian làm việc mệt nhọc ấy. Nên các bạn đừng có khắt khe quá nhé. Mấy anh em mình chỉ là vui thôi, thanh niên làm sao mà tránh được. Đúng rồi đấy. Nhờ. Vâng. Còn chuyện tình cảm của Đô với Thùy thì có thể bởi vì là hai người không phải là anh em các bạn nhé. Các bác không suy nghĩ được như thế thì sao cho các bác nói được nhỉ? Đúng không? Tại các bác cứ suy diễn nên chưa bao giờ nói những câu mà ra được cả. Đầu các bác cũng dã man. Đấy. Mình nói hết quá. Ta tập trung cái món ăn chính của chúng ta. Cái nồi rất là to các bạn ạ. Để thì mới chắc cháy. Cái này em làm phải không? Trời ơi nhìn nó cũ kỹ quá này. Đất này. Em làm. Cái này nữa này. Bọn anh vẫn giữ lại hội niệm của em đây. Này mai đi đấu giá được ấy. Cái này là chúng mình làm. Mà cái to này em làm à? Vâng. Không phải đó. Anh làm. Lại là anh làm á? Em làm à? Em hay là anh làm? Cái này mà. Cái to mà. Không, em cái không to này em. Chắc sau này chắc anh Mạnh làm á. Anh Mạnh với anh làm. Anh với em chỉ làm ra được cái này thôi. Còn Mạnh đi một mình làm ra cái to này. Không. Hai đứa lại còn rủ nó ra ngoài nghịch. Đi không em? Đi. Ui. Cả ngã nè. Ui. Đừng bạn ơi. Anh đứng đứng đi, anh đứng sang hai bên đi. Đừng cho em ra sau mình. Ngồi xuống em ạ. Mình sẽ đưa cái hình các bạn xem nhá. Hai bạn ấy đi đua thuyền. Không, từ từ. Anh có sợ. Về được làm nào. Ui ui đừng đừng. Thùy ra đầu này đi. Đầu này à? Em sợ từ từ em sợ lật. Không không được em ơi. Bỏ đi. Trong thời gian chờ cái con vịt nó chín các bạn, mấy anh em đang hấp ở trong nồi ấy, để cho hai bạn ra nghịch cái mảng. Như này thì chúng mình không đến được gần với nhau rồi. Đây đứng lại cho nó cân. Đi đâu đi đâu. Sang đây nhá. Rồi nhá anh ngồi tọa đó nha. Ui. Ui. Anh nghĩ phải xem ngồi bên đấy mới đúng. Đấy, đổi kiểu gì? Anh đứng lên làm cái đấy thì đấy. Thùy ơi, em đi hơi sai rồi đấy Thùy ạ. Đô nó biết là mặc dù thằng Đô nó mang đi bán đấy, đừng có tin nó. Mặc dù Đô nó biết là ao có thả cá sấu mà nó vẫn cố tình bơi ra ngoài xa. Đô yếu đấy em ơi. Vịt thì chín rồi, anh em ăn hết một con rồi, hai đứa vẫn chưa về.
có tình chứ làm nhau lắm. Không có gì hỏi hàng bên đấy. Thấy không? Tại anh ngồi đấy anh nhá. Xe thì gió. Không phải tại anh. Không phải tại anh em hiểu không? Mà hôm nay là có Thủy ấy. Các bạn ơi, bên ngoài thì trời tối sầm rồi các bạn ạ. Không khí bên ngoài màn đêm đã buông xuống rồi. Bây giờ chỉ còn lại mấy anh em mình và nồi vịt ở bên cạnh này thôi. Thủy thì đói quá, không đứng nổi các bạn. Là núp ra kia. Và bên cạnh là Đô. Đô cũng không thể chịu được nữa, không kiềm chế được nữa rồi. Chắc chín rồi. Chào các bạn. Đô, hộ anh kiểm tra thử nào không? Đô kiểm tra cái kia. Hộ anh thử nào. Anh kiểm tra cho. Ủa ôi. Ui. Khó nghi ngút các bạn ạ. Không biết là vịt đã chín chưa. Ủa. Để em chọc nhé. Anh thế. Anh đỡ thôi. Thơm nhỉ, thơm mùi sải đã mà. Vâng. Dưới thôi. Sao bọn vịt này luộc xong nó lại mọc thêm. Lại mọc. Đồ máy mạnh đang kiểm tra xem là vịt đã chín nữa các bạn. Nó lại mọc ấy nhỉ. Bằng cách thức là chọc vào cái phần bắp đùi, phần mà nhiều thịt nhất ấy các bạn. Nếu mà nó chảy cái dịch đỏ ra thì nó là chưa chín. Mà nó không, cái dịch nó màu trắng chín các bạn. Chín rồi anh ạ. Đục thì là nó chín. Đã chín rồi. Lâu lắm rồi, 2 tiếng rồi. Đây, bắt ra rồi. Đói chứ. Vịt rất là ngon các bạn ạ. Ăn anh đi, ăn anh chưa ăn. Ui khói quá. Ui, sập xuống này. Mở nó mâm nhá. Anh ơi, em mày lấy cái mâm đi. Ôi, ôi, về là thơm nhở, chất lượng dám ăn. Ô ăn. Thế là hôm nay là Thùy, ngày mà Thùy trở lại là mình được ăn ăn ké đấy các bạn. Ăn hai con vịt liền. Mình được ăn ké Thùy đấy. Ừ, cái nước này ngon nhỉ. Đấy, của nó ngon thật đấy. Thơm mùi xả ấy. Nó mình nấu canh. Mặc dù là hai chú vịt hơi bị suy dinh dưỡng nhưng mà các bạn có cái hay là chút nữa khả năng sẽ được ăn thêm món cháo vịt. Có nên chặt dao nhỉ? Chặt dao. Chặt ra. Các bạn ạ, thì cái món vịt đặc biệt ấy thì sẽ phải đi kèm với lại một món nước chấm siêu đặc biệt. Thì món nước chấm sẽ để cho em Thùy đảm nhận các bạn nha. Em Thùy đang làm tỏi, đang làm tỏi với lại chút nữa sẽ thái thêm rau răm, ớt cũng như là cái gia vị maggi. Thì lại trắng nhỉ. Trắng hơn trước bao nhiêu. Thật mà. Mỗi tự gầy đi. Múp múp thì ôm thích lắm. Ừ. Thế. Khó thái không? Nó nhỏ ấy. Như kiểu là Thùy đi tắm trắng chứ không phải là đi học nữa. Không có vết mũi đốt các bạn ạ. Đây là hạt dổi đúng không? Hạt dổi, bột hạt dổi mắc khén. Bột hạt dổi mắc khén. Dã đó tội. Sau khi các gia vị được thái nhỏ ra rồi thì em Thùy sẽ dã nhỏ ra các bạn nhé, để những cái hương vị nó sẽ quyện vào nhau, nó dễ hơn. Không vì là cái lá rau răm mình thái nó còn to ấy, thì là mình chấm nó sẽ không bám được cái hương vị.
Thùy cẩn thận cái mũi dao nhé. Nhìn đã muốn không muốn ăn này. Ăn thì thôi. Nhìn đã muốn ăn các bạn ạ. Đói lắm rồi các bạn ơi. Đói lắm. Nhìn đã muốn ăn. Các bạn ơi nhìn nè. Đây gọi là mâm thịt vịt siêu to luôn các bạn. Mỗi người một cái còng. Mừng ngày em Thùy trở về, Đô đã làm một mâm thịt vịt các bạn ạ. Hai con vịt liền. Mình kiểm tra đi chấm lại em thử để ấy ăn đúng không? Ừ. Để thôi không lên thiên nữa các bạn ơi. Mấy anh em mình sẽ cùng nhau thưởng thức món vịt các bạn nhé. Vâng. Ờ, xin mời mọi người ạ. Mời mọi người nha. Rồi, để em chia đi. Chia cái này trước. Mọi người một còng. Đô đang cắt thịt vịt cho mọi người đây các bạn. Ôi, mọi người nha. Mình cái này chắc phải dùng này đấy. Có 4 chiếc còng thì mỗi anh em mình sẽ có 1 chiếc các bạn. Mời mọi người nha. Không biết con vịt hôm nay có phải như con vịt lần trước không? Vịt máu hậu. Mọi người. Em mời anh Tùng nha. Ừ, xin mời em. Cần đợt dai phải lấy chân đạp nhá. Đấy, chân đạp mà. Bảy cái đi lạc rồi. Vịt này thì mình nghĩ là nó lên chức mẫu hậu các bạn ạ. Nên là ăn thì sẽ phải là tay ăn và chân phải giữ. Dài. Dài. À đúng không? Đô pha xử lý rất công cảnh các bạn ạ. Em phải dùng thêm một chân nữa đạp. Một tay kéo không được. Lúc đầu thì mình nhìn con vịt mình nghĩ nó dài các bạn ạ. Nhưng mà không phải đâu. Nó quá là dài. Một miếng mèo đấy ăn. Hôm nay Thùy đã thấy được cái tình cảm của Đô dành cho Thùy nào nhá. Nó rất là dai dẳng. Lâu và dài. Thùy em có cảm nhận gì món ăn của Đô nấu hôm nay? Ngon lắm anh ạ, nhưng mà thịt vịt hơi dai dẳng. Hơi dai dẳng. Anh hãy trao con tim ở cho em. Hai con mà. Nhưng mà cái con kia là vừa làm nó bị rơi xuống rãnh rồi. Có đúng một trái tim rồi. Dành hết cho em rồi đấy. Kiểu Đô không muốn chia sẻ em. Chắc còn một cái nữa để tặng cho ai nữa. Cái đẹp bí mật. Thế còn anh Mạnh nhờ, hôm nay anh thưởng thức cái món vịt ăn sái của anh em mình như nào? Vịt ăn sái nào? Đùa. Không, nhưng mà Đô hôm nay chế biến món này cũng là thơm mà. Thơm từ cái mùi xả và mùi rau răm. Thịt vịt thì ngon nhỉ, tuyệt vời. Ngọt đúng không? Ừ. Hấp mà đúng. Em nói đây. Chấm nước chấm thần thánh của bạn. Trên bát mình bây giờ đây là một chiếc còng cuối cùng và duy nhất còn lại. Xin mời. Em à? Ừ, cho Thùy. Ưu tiên bạn nữ xinh đẹp nhất. Ý tuổi nhân mà. Anh cảm anh em như thế đó. Anh cũng em buồn. Em ăn cổ. Đồ em thế nào ấy? Cổ thì lòng luộc sợ đâu. Hấp xong thì mọc thế bao nhiêu lâu. Chán. Mọc. Còn nếu là mình các bạn nhé, mình sẽ thử một chút. Dài quá, Đô chặt không đứt mà. Đây các bạn. Wow. Mình chọn bên này. Chấm vào nước dùng là cái nước cái món nước chấm mà bọn em thì pha riêng để ăn các bạn nhé. Cổ áo mình bây giờ là đang ướt đẫm đầm đìa. Gọi là nuốt đi miếng ngừng.
theo dõi clip của anh em mình làm món vịt hấp cùng với lại sự trở lại của em Thùy các bạn nhé. Và nếu các bạn thấy clip này hay ý nghĩa thì đừng tiếc một like, một share, chia sẻ ủng hộ anh em mình, và hãy comment những cái câu nói, những cái gì đó có thể giúp em Thùy ở lại với team được lâu hơn các bạn nhé. Và để xem là quãng thời gian tiếp theo em Thùy có thể lên được cân hay không thì nhờ các bạn hết. Mọi người thấy mình đẹp đôi. Tất cả là nhờ các bạn hết các bạn ạ. Làm nào để động lực tán bạn Thùy vẫn nhỉ? Làm nào để tán em? Mọi người trả lời mình thôi. Ai biết cái đấy, em phải tự mò, tự khám phá chứ. Hai tuần em ạ. Hai tuần. Em không biết thân gái. Hai tuần nếu mà thì tăng cân lại thì... Chẳng thế. Thì sẽ xem xét tiếp đúng không? Mình biết thân gái nhưng mà anh... cách tán Thùy thì mình không biết nó ở trang nào ấy. Hai cân Thùy tăng cân này anh... À hai tuần Thùy tăng cân thì chắc chắn anh với em một điều ấy. Là gì? Là Thùy sẽ không phải đuổi em mà Thùy sẽ lăn đi ấy. Thôi, mình chào quý vị khán giả và kết thúc clip tại đây kìa nhờ. Xin chào mọi người nhé. Và hẹn gặp lại các bạn tại những clip tiếp theo trên A Pháo TV và Giàng A Pháo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào các bạn nhé. Chào các bạn.